Đây gần như là cấu hình phòng game quốc dân được đa số các phòng game lựa chọn. Hôm nay Hoàng Tuấn iCafe di chuyển đến Thường Tín, Hà Nội để lắp đặt phòng game 25 PC cho bạn chủ mới sinh năm 2K1 thôi. Điều mình ấn tượng đầu tiên đối với phòng game này đó là có một mặt bằng khá là đẹp, quán mặt đường này gần trường cấp 3, gần nhà máy bia Hurricane, và đây cũng là khu dân cư đông đúc, mặt bằng đảm bảo cách khu vực trường học tối thiểu 200m để nhanh nghe. Sau khi bên mình khảo sát mặt bằng thì một mặt bằng như này thì bên mình sẽ bố trí hai dãy máy bám sát tường để giúp quán có một chiều sâu và rộng rãi hơn, thuận tiện cho việc di chuyển. Phòng máy của chúng ta sẽ có tổng cộng là 25 PC này. Cấu hình phòng máy là một cấu hình khá là quốc dân, main H610M này, quay i5 12400F, VGA 1660 Super, RAM 16GB bớt 3200, màn hình cong Da Vuông 165Hz, bàn phím Edra 313, chuột M908, tai nghe EH416. Tính ra mỗi bộ full cả màn này, phím chuột đâu đó chỉ rơi vào hơn chục củ thôi anh em ạ. Quá hợp lý đúng không anh em? Với 25 PC thì ba anh em tôi lắp một ngày là hoàn thiện xong rồi. Tổng đầu tư phòng game bao gồm máy móc này, bàn ghế này, sơn sửa vân vân, chơi rơi vào tầm 400 củ anh em nha. Khi lắp đặt phòng game của Hoàng Tuấn iCafe, anh em sẽ được tặng 6 tháng miễn phí phần mềm quản lý này. Hết 6 tháng thì phí sẽ là 10k một máy một tháng. Ngoài ra anh em còn được tặng tranh ảnh biển bảng logo miễn phí nữa. Anh em nào ở Thường Tín thì qua Đức Trọng Gaming test máy ngay nhá. Còn anh em nào đang muốn tư vấn lắp đặt phòng game này hay BBC lẻ thì kết nối ngay với Hoàng Tuấn iCafe nha.